Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối thứ hai ngày 20 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Trong chương trình Thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên, dự án giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch cảng hàng không Điện Biên và họp ban chỉ đạo kiểm tra đôn đốc thực hiện dự án đường 60m và hạ tầng kỹ thuật khung. Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ tổ chức bốc thăm ô đất tái định cư, giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá theo quy hoạch thuộc dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không Điện Biên cho trên 160 hộ dân đầu tiên có đất bị thu hồi đã được phê duyệt bố trí tái định cư tại điểm tái định cư số 3. Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tử hình một đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên và dự án đường 60m và hạ tầng kỹ thuật khung. Dự hội nghị có đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, việc triển khai dự án xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên do ACV thực hiện đầu tư, ngày 14 tháng 9, ACV đã có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam về rà soát các nội dung thay đổi so với quy hoạch được phê duyệt của cảng hàng không Điện Biên. Ngày 17 tháng 9, Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Kết quả, 100% thành viên hội đồng thẩm định đồng ý thông qua. Hiện tại đang hoàn thiện nội dung theo ý kiến thẩm định để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Cũng tại cuộc họp kiểm đếm tiến độ dự án, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn giao cho Cảng vụ Hàng không miền Bắc khẩn trương làm việc với địa phương, hoàn thiện các thủ tục bàn giao mặt bằng cho ACV tổ chức triển khai công tác rà phá bom mìn trong tháng 10 năm 2021. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, Cảng vụ Hàng không miền Bắc khẩn trương thống nhất về trình tự và hoàn thiện các thủ tục đảm bảo điều kiện bàn giao mặt bằng cho ACV tổ chức triển khai thực hiện rà phá bom mìn trước ngày 25 tháng 10 năm 2021. Đối với dự án giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư, so với cuộc họp ban chỉ đạo ngày 7 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ đã phê duyệt một phương án bồi thường hỗ trợ cho 69 gia đình cá nhân với diện tích 0,58 ha với giá trị trên 11 tỷ đồng, thực hiện chi trả phương án bồi thường hỗ trợ cho 18 gia đình với tổng kinh phí trên 27 tỷ đồng, nhận bàn giao mặt bằng với diện tích 26,66 ha. Đến nay, các điểm tái định cư cơ bản đã hoàn thành các hạng mục, riêng điểm tái định cư C13 hiện còn một hộ chưa bàn giao mặt bằng, dự kiến hoàn thành cưỡng chế trước ngày 30 tháng 9. Hiện tại, nhà thầu thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của dự án. Công tác bốc thăm giao đất tái định cư. Hiện nay, thành phố Điện Biên Phủ đã phê duyệt giao đất tái định cư cho 212 trường hợp, trong đó giao đất tái định cư là 121 trường hợp và 91 trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đối với dự án đường 60m, công tác giải phóng mặt bằng đã vận động thêm được một hộ gia đình tháo dỡ tài sản, nhà cửa, vật kiến trúc, tiếp tục tuyên truyền vận động một hộ gia đình còn lại giải phóng mặt bằng, chi trả đền bù cho một hộ gia đình. Lũy kế tiếp nhận bàn giao mặt bằng của 209 hộ và 2 tổ chức với diện tích là 105.112 m², đạt 99,54% kế hoạch. Công tác triển khai thi công đang được nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật khung dọc trục đường 60m, công tác giải phóng mặt bằng phê duyệt hai dự án bồi thường cho 3 hộ gia đình, diện tích 1,32 ha, nhận bàn giao mặt bằng của 6 hộ gia đình cá nhân, diện tích là 0,59 ha. Lũy kế tiếp nhận bàn giao mặt bằng của 314 hộ gia đình và 2 tổ chức với diện tích 18,18 ha, đạt trên 90%. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cả hệ thống chính trị thành phố Điện Biên Phủ phải tập trung cao độ, triển khai quyết liệt, nhanh, đồng bộ hơn nữa các công việc thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành tăng cường phối hợp để giúp thành phố sớm tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án. Công tác bàn giao mặt bằng chia hai lần, cụ thể bàn giao lần 1 chậm nhất là ngày 1 tháng 10 với diện tích tối đa có thể. Lần 2 bàn giao chậm nhất là ngày 15 tháng 10 năm 2021. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ và các đơn vị liên quan thống nhất về hình thức và tiến hành bàn giao mặt bằng. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các khu tái định cư trong tháng 9 năm 2021. Đối với các hộ không chấp hành, cố tình chây ì phải thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Về kinh phí thực hiện dự án,
yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ xem xét và trình Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục ứng kinh phí, nhất quyết không để dự án chậm tiến độ do chậm phân bổ kinh phí. Liên quan đến công tác chuẩn bị cho chuyến bay chính thức đầu tiên của Bamboo Airways, song song với các giải pháp chuẩn bị đủ điều kiện bay, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các phương án về phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Đối với dự án đường 60m và hạ tầng kỹ thuật khung còn chậm tiến độ, yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ khẩn trương tập trung các giải pháp để đảm bảo tiến độ như đã cam kết, triển khai quyết liệt để giải quyết tất cả các vướng mắc và tập trung thi công, hoàn thành dứt điểm hai dự án này trong năm 2021. Đối với các tồn tại vướng mắc, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ phải chủ động phân loại ra thành từng nhóm vấn đề cụ thể để giải quyết theo tình hình thực tế. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người dân theo đúng quy định của pháp luật. Chiều nay, đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đoàn giám sát của Tỉnh ủy đã có buổi trao đổi dự thảo báo cáo giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp trên, cấp mình gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về xây dựng Đảng và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất một số nội dung chủ yếu sau khi tiến hành giám sát, đó là Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Đảng bộ quân đội, Đảng bộ quân khu 2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai quán triệt học tập đầy đủ nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quân sự các cấp bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tiễn đến 100% cán bộ, đảng viên, hạ sĩ quan, binh sĩ đơn vị. Đảm bảo an toàn trong tình hình phòng chống dịch COVID-19, bám sát quan điểm tư tưởng chỉ đạo nêu trong các nghị quyết, xây dựng kế hoạch chương trình hành động sát với chức năng nhiệm vụ chính trị, tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ xây dựng 4 nghị quyết, 6 chương trình hành động, gắn với việc tiếp tục triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và chỉ thị của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ và thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đoàn giám sát cũng thống nhất với những ưu khuyết điểm đã chỉ ra cần khắc phục để thời gian tới tiếp tục quán triệt tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp hiệu quả hơn, góp phần xây dựng Đảng bộ quân sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đạo đức, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang kiên định vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sáng nay 20 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ tổ chức thực hiện bốc thăm ô đất tái định cư hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá theo quy hoạch thuộc dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không Điện Biên cho trên 160 hộ dân đầu tiên có đất bị thu hồi đã được phê duyệt bố trí tái định cư tại điểm tái định cư số 3. Dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không Điện Biên với tổng diện tích đất thu hồi là 169 ha, ảnh hưởng trên 1.200 hộ dân, 22 tổ chức. Trong đó số hộ phải bố trí tái định cư khi triển khai dự án là trên 960 hộ. Đối với các hộ gia đình cá nhân nằm trong dự án có đất bị thu hồi đã được phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng, đủ điều kiện bố trí tái định cư và được phê duyệt bố trí tái định cư tại các khu tái định cư tập trung sẽ được bốc thăm vị trí nhận suất đất tái định cư. Theo đó, trong đợt này sẽ có 162 hộ dân trong vùng dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không Điện Biên thuộc tổ dân phố 4 và tổ dân phố 6 phường Thanh Trường được tham gia bốc thăm vị trí nhận suất đất tái định cư trong tổng số 228 lô thuộc khu tái định cư số 3. Các đối tượng ưu tiên gồm gia đình chính sách, người có công, những gia đình bàn giao mặt bằng sớm cho chủ đầu tư. Các hộ này đã đăng ký theo đúng quỹ đất tái định cư được phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường và tái định cư của dự án. Việc tổ chức bốc thăm giao đất tái định cư cho các hộ dân được thực hiện ngẫu nhiên và công khai minh bạch trước sự chứng kiến của Ủy ban nhân dân thành phố, các phòng ban đoàn thể thành phố, phường Thanh Trường và các hộ gia đình cá nhân tham dự bốc thăm. Để đảm bảo quyền lợi cho hộ dân thì việc phát huy cái tính dân chủ trong việc thực hiện bốc thăm để đảm bảo quyền lợi của người dân được cao nhất, như các đồng chí đã biết, từ các số phiếu đến những cái số danh sách của các hộ dân là đều được niêm yết công khai, quy hoạch diện tích, địa điểm, vị trí là đều được niêm yết công khai hết. Do đó, tất cả người dân khi có những nội dung kiến nghị gì đều được xem xét, xử lý kịp thời. Và ngay cả tại cái cuộc họp bốc dân đây, chúng tôi vẫn bố trí các cái phòng để trả lời các kiến nghị của các hộ dân, cũng như để xem xét những cái trường hợp cụ thể mà trong quá trình mà thống kê mà có thiếu sót thì sẽ kịp thời để bổ sung để đảm bảo quyền lợi nhất cho các hộ dân.
Sau khi thực hiện bốc thăm vị trí, nhận đất tái định cư, các hộ dân tiến hành kê khai thủ tục để hoàn thiện hồ sơ và nộp tiền sử dụng đất. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ban hành quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định trong thời gian sớm nhất để các hộ dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Hôm nay, ngày 20 tháng 9, được thành phố tổ chức bốc thăm tái định cư, tổ dân phố 4 chúng tôi đã nhân dân đã rất phấn khởi và đã bốc thăm, và chúng tôi có nguyện vọng đề nghị với các cấp của thành phố là cho chúng tôi được hoàn thiện tất cả các hồ sơ và đóng góp các nghĩa vụ tranh lệch đối với đất để chúng tôi hoàn thiện được bìa đỏ để chúng tôi làm nhà sớm ổn định được cuộc sống. Đến thời điểm này, công tác bốc thăm giao đất tái định cư đã được thành phố triển khai cho trên 350 hộ dân. Trong đó, 193 suất đất tái định cư đã được thành phố bàn giao cho người dân. Nhiều hộ gia đình thuộc diện di rời của phường Thanh Trường đã chủ động di chuyển tài sản, tháo dỡ nhà ở, đến khu tái định cư xây dựng nhà. Điển hình như tại khu tái định cư số 1 đã có một số hộ gia đình tiến hành ép cọc để xây dựng nhà ở. Việc bố trí tái định cư nhằm thực hiện các chủ trương chính sách của nhà nước trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, ổn định cuộc sống, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ dân bị thu hồi đất ở, nhà ở, có chỗ ở mới theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đảm bảo tiến độ dự án và sớm bàn giao cho ACV để khởi công dự án trong quý 4 năm nay. Hôm nay, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Điện Biên Phủ phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Nam Thanh tổ chức đối thoại vận động lần cuối đối với 5 hộ gia đình thuộc phố 1, bản Hong En, phường Nam Thanh về việc bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 đến cầu C4. Theo đó, dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 đến cầu C4 có 129 hộ dân và 3 tổ chức bị ảnh hưởng với diện tích thu hồi trên 73.000m2. Đến nay, số hộ dân và tổ chức đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng là 115 hộ. Ngày 1 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ đã ra quyết định cưỡng chế đối với 6 hộ dân phường Nam Thanh có đất bị thu hồi giải phóng mặt bằng. Qua tuyên truyền vận động, có một hộ gia đình đã chấp nhận phương án bồi thường và tự tháo dỡ tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng. Tại cuộc đối thoại, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã tiếp tục vận động thuyết phục đối thoại với các hộ gia đình chấp hành bàn giao mặt bằng. Đại diện các hộ gia đình cũng đã nêu một số đề nghị kiến nghị liên quan. Đại diện các cơ quan tham gia đối thoại cũng đã nêu rõ quan điểm giải thích hướng dẫn đối với các hộ dân tại cuộc đối thoại. Tuy nhiên, 5 hộ dân vẫn không đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ cho biết các chủ trương chính sách bồi thường của nhà nước đã được thành phố Điện Biên Phủ thực hiện đúng quy định của pháp luật, nhưng các hộ không đồng ý tự tháo dỡ công trình trong diện tích đất có quyết định thu hồi. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ buộc phải quyết định cưỡng chế. Thời gian tiến hành cưỡng chế thu hồi đất dự kiến là ngày 22 tháng 9 năm 2021. Đợt thanh tra của Sở Nội vụ vừa tiến hành kiểm tra trực tiếp tại một số phòng ban và Ủy ban nhân dân một số xã trên địa bàn huyện Tùa Chùa về công tác nội vụ giai đoạn từ 2018 đến 2020. Trong giai đoạn 2018-2020, công tác nội vụ được Ủy ban nhân dân huyện Tùa Chùa, các đơn vị trực thuộc quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện cơ bản theo đúng quy định. Về công tác tuyển dụng công chức viên chức, trong giai đoạn này, Ủy ban nhân dân huyện đã tuyển dụng một công chức cấp huyện, không thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã. Việc thực hiện chế độ chính sách, công tác quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đã triển khai và thực hiện nghiêm túc việc quản lý sử dụng biên chế được giao theo quy định hiện hành. Tổng số biên chế Ủy ban nhân dân huyện Tùa Chùa sử dụng trong giai đoạn thanh tra không vượt quá số lượng chỉ tiêu biên chế Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm. Công tác quy hoạch và bổ nhiệm lại công chức viên chức lãnh đạo quản lý, số lượng cấp phó công chức lãnh đạo quản lý được thực hiện công khai minh bạch đúng quy trình quy định. Các chức danh lãnh đạo được quy hoạch đầy đủ về số lượng và chất lượng cán bộ. Trong giai đoạn này đã bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 82 lượt cán bộ quản lý. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, cơ quan đơn vị còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục về công tác tuyển dụng công chức viên chức, công tác nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy trình xét duyệt hồ sơ khen thưởng. Tại buổi làm việc với huyện, đoàn thanh tra của Sở Nội vụ và huyện Tùa Chùa đã tập trung thảo luận, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải quyết những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện, nhằm kịp thời hướng dẫn các cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác nội vụ trong thời gian tới. Sáng nay, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2021 cho 120 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch, công chức viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính các xã và các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Điện Biên.
Trong thời gian 5 ngày, các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được nghiên cứu học tập 7 chuyên đề, gồm tổng quan công tác cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Điện Biên, mục tiêu nội dung nhiệm vụ chủ yếu công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, hướng dẫn các nội dung về xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng và triển khai chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp xã. Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức bổ sung cập nhật, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn nghiệp vụ để áp dụng vào thực tiễn công tác cải cách hành chính của từng cơ quan đơn vị địa phương, từ đó đáp ứng được yêu cầu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp đến giao dịch tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Chương trình tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Trung Thu 2021, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Bảo vệ Quyền Trẻ Em tỉnh đã tổ chức trao tặng các suất quà trị giá 10 triệu đồng cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ. Theo đó, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Bảo vệ Quyền Trẻ Em tỉnh đã tổ chức trao quà cho những em khuyết tật nặng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai xã Thanh Sương và Pomlot, huyện Điện Biên, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ. Mỗi suất quà gồm sữa, bánh kẹo và 200.000 đồng. Các phần quà này góp phần giúp trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vơi bớt thiệt thòi và có thêm điều kiện vui đón Tết Trung Thu. Cũng trong dịp này, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Bảo vệ Quyền Trẻ Em tỉnh đã trao một số phần quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng là con em các cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Đây là sự quan tâm động viên kịp thời giúp các cán bộ y tế trên tuyến đầu yên tâm công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngày 20 tháng 9, Thành đoàn Điện Biên Phủ phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc tổ chức tặng trên 200 suất quà và 12 suất học bổng cho trên 200 học sinh trường tiểu học số 1 xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ. Theo đó, mỗi phần quà trị giá 35.000 đồng, mỗi suất học bổng trị giá 300.000 đồng được trao cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Món quà tuy nhỏ nhưng có giá trị tinh thần rất lớn, góp phần lan tỏa yêu thương. Đây cũng là cái Tết Trung Thu rất đặc biệt đối với các em khi tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Thành đoàn Điện Biên Phủ và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc đã đem đến cho các em thiếu nhi trường tiểu học số 1 xã Pá Khoang một cái Tết Trung Thu ấm áp và ý nghĩa. Hoạt động trao quà được diễn ra nhanh gọn và đảm bảo các quy tắc phòng chống dịch. Hôm nay, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Ảng tổ chức trao tặng quà Trung Thu cho học sinh tại hai điểm trường vùng cao xã Ngối Cái, huyện Mường Ảng. Dịp này, đoàn đã trao 156 suất quà cho học sinh hai điểm trường mầm non và tiểu học bản Nậm Cứm và bản Chan Ba, xã Ngối Cái. Mỗi suất quà gồm áo cờ đỏ sao vàng, đèn ông sao, bánh trung thu, sữa. Đoàn cũng trao tặng áo sơ mi do các nhà hảo tâm kết nối gửi tặng cho các giáo viên. Những suất quà thiết thực này góp phần mang lại niềm vui, hỗ trợ phần nào sự khó khăn thiếu thốn cho các em nhỏ vùng cao. Mặc dù không có những màn phá cỗ rộn ràng như mọi năm do thực hiện phòng chống dịch COVID-19, song hy vọng với sự động viên quan tâm của Hội Phụ nữ Công an tỉnh sẽ tiếp thêm tinh thần cho cô trò vùng cao nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Trong những năm qua, huyện Điện Biên Đông đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, toàn huyện đã có 29 trên 51 trường học đạt chuẩn quốc gia. Với nhiều giải pháp đồng bộ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, tính đến nay, huyện Điện Biên Đông đã có 29 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt gần 57%, trong đó tiểu học 7 trường, trung học cơ sở 9 trường. Với mục tiêu tiếp tục nâng cao số trường chuẩn quốc gia, huyện Điện Biên Đông đang tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh, đồng thời đưa nội dung xây dựng trường chuẩn vào nghị quyết Hội đồng Nhân dân các cấp và quy hoạch tổng thể phát triển địa phương trong từng giai đoạn. Thưa quý vị và các bạn, đã thành thông lệ, mỗi khi năm học mới bắt đầu, ngoài việc chuẩn bị quần áo, sách vở cho con em mình đến trường đến lớp theo kế hoạch, thì việc đóng góp các khoản theo thỏa thuận với nhà trường thông qua hội phụ huynh không phải gia đình nào cũng thực hiện đầy đủ và kịp thời, nhất là tại huyện biên giới Mường Nhé. Vậy để tránh việc lạm thu khi năm học mới bắt đầu, công tác chỉ đạo kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Việc đóng góp các khoản theo thỏa thuận khi năm học mới bắt đầu tại huyện biên giới Mường Nhé nói riêng và tỉnh ta nói chung đã được thực hiện từ nhiều năm nay để đảm bảo hoạt động của từng lớp học. Tuy nhiên, phần lớn phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện Mường Nhé chủ yếu sống phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó là diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thu nhập càng bấp bênh nên nỗi lo về các khoản đóng góp này ngày càng hiện hữu. Từ thực tế đó, nhiều đơn vị trường học đã chủ động cắt giảm một số khoản thu không thực sự cần thiết nhưng vẫn đảm bảo hoạt động chung của trường mình trong năm học 2021-2022. Đối với những cái khoản thu đầu năm thì nhà trường cũng
chờ văn bản hướng dẫn của cấp trên. Đối với những cái khoản thỏa thuận thì tôi nghĩ rằng là với cái điều kiện tình hình dịch bệnh khó khăn thì nhà trường cũng triển khai cho các lớp và các em học sinh là cố gắng là hướng dẫn học sinh để rèn kỹ năng sống cho các em, để các em có thể tham gia dọn dẹp vệ sinh trường lớp học khuôn viên để làm sao bớt được các cái khoản phải thu. Thế và khi nhận được văn bản hướng dẫn thì chúng tôi cũng bám sát vào những cái văn bản đó, những cái gì thu được thì chúng tôi sẽ bàn bạc với lại hội phụ huynh, và những cái gì không thu được thì chúng ta sẽ phát triển cái năng lực rèn kỹ năng sống cho các em học sinh để giảm bớt cái phần gánh nặng khó khăn cho phụ huynh mà có con em tham gia học ở trường. Ngay khi đón học sinh trở lại, hội phụ huynh học sinh đã được các nhà trường mời đến trao đổi những khoản thu dự kiến mà các bậc phụ huynh sẽ phải đóng góp. Trên cơ sở đó, hội phụ huynh sẽ tổ chức họp đưa ra chi tiết từng khoản để lấy ý kiến thống nhất tại buổi họp phụ huynh đầu năm học. Đại diện cho ban cha mẹ phụ huynh học sinh, chúng tôi cũng thống nhất với ban giám hiệu nhà trường cùng với nhà trường và cùng giáo viên chủ nhiệm để thống nhất với nhau là khoản thu chi của phụ huynh là chúng tôi cũng thống nhất là thu chung và phối hợp với cái nhà trường để làm sao thu chung thế nào để đảm bảo để giữ mặt bằng của trường. Chúng tôi cũng có trao đổi với các phụ huynh là để thu chung những khoản thu thế nào cho hợp lý để góp chung để tạo mặt bằng điều kiện cho nhà trường để thế nào để cho các con đến trường lớp cho nó đầy đủ và hay hơn, để tốt hơn. Hiện nay, việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Mường Nhé được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, minh bạch. Đồng thời sẽ có biện pháp xử lý nghiêm đơn vị nào để xảy ra tình trạng thu các khoản đóng góp sai quy định hoặc vượt mức định mức. Trước mắt là Phòng Giáo dục Đào tạo đang chỉ đạo các nhà trường tiến hành họp với phụ huynh học sinh và đang ban đại diện cha mẹ học sinh về vấn đề các khoản thu của năm học 2021-2022 và lập dự toán trình Phòng Giáo dục Đào tạo để kiểm tra và phê duyệt. Tất nhiên trên cơ sở là thỏa thuận giữa phụ huynh học sinh và nhà trường, và định mức này là không được vượt quá định mức tối đa của ban dân tỉnh. Còn khi nào văn bản ủy ban dân huyện có thì chúng tôi sẽ triển khai bằng văn bản chi tiết cụ thể xuống từng trường. Sau 2 tuần học, tình hình sĩ số tại các trường đã cơ bản ổn định, công tác dạy và học đã dần đi vào nề nếp. Song song với đó, việc tăng cường kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh tình trạng lạm thu được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé thực hiện thường xuyên và đột xuất để vấn đề đóng góp đầu năm không còn là nỗi lo đối với nhiều phụ huynh học sinh. Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Tần Yêu Lù, còn có hai tên gọi khác là Tần Diêu Lù và Tần Phù Heng, sinh năm 1966, có hộ khẩu thường trú tại bản Xín Trải, xã Nà Hì, huyện Nậm Pồ, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên, ngày 19 tháng 6 năm 2021, Tần Yêu Lù lên mốc 62 biên giới Việt-Lào gặp người đàn ông quốc tịch Lào, mua 3 bánh hồng phiến với giá 45 triệu đồng. Lù đã trả 30 triệu đồng, trong đó có 20 triệu đồng của người đàn ông ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đặt cọc từ trước và 10 triệu đồng của Lù còn nợ lại 15 triệu đồng và hẹn một tuần sau sẽ trả. Vào 9 giờ cùng ngày, khi Lù cùng hai người đàn ông khác không rõ lai lịch đang giao dịch mua bán ma túy, thì Lù bị các lực lượng chức năng bắt giữ, còn hai người đàn ông nói trên chạy thoát. Tăng vật thu giữ gồm 1.774,34 gram metamphetamine và 1,22 gram heroin phát hiện sau khi khám nhà của Lù. Tại phiên tòa, bị cáo Tần Yêu Lù đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình là mua bán ma túy để kiếm lời. Tuy nhiên, bị cáo đã có 2 tiền án trước đó về tội liên quan đến ma túy. Trong thời gian chưa được xóa án tích, bị cáo Tần Yêu Lù cố ý phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Căn cứ điểm H khoản 4 điều 251, điểm S khoản 1 điều 51, điểm H khoản 1 điều 52 và điều 40 Bộ luật hình sự, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên phạt bị cáo Tần Yêu Lù hình phạt cao nhất là tử hình. Và đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.